hơn gần 90% là dân số theo đạo Hồi, và cái khuôn viên bán thịt heo cũng khá là nhỏ luôn cô bác quý anh chị. Đây là một cái bảng hiệu người ta sẽ bán thịt heo nè. Đó, và những người mà không theo đạo Hồi á thì họ mới ăn thịt heo thôi. Đảm bảo ở trong này mình cũng không có tiện ghi hình lắm, chứ không có sử dụng đũa hay là muỗng giống đũa hay là muỗng giống như ở Việt Nam, hoặc là muỗng thì như ở một số nước phương Tây họ sử dụng tay không để bóc thức ăn, và chỉ sử dụng một cái tay phải thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đảo Ba Tam, một trong những cái đảo của đất nước vạn đảo Indonesia. Và phía sau lưng Bùi Hồ ở đây á là một cái khu chợ tại đảo Ba Tam này. Theo Bùi Hồ được tìm hiểu một số thông tin được biết thì Indonesia là một đất nước Hồi giáo, và đạo Hồi được coi là quốc đạo của đất nước này, nên việc thành thử là việc ăn uống ở đây cũng khác, rất là khác so với ở Việt Nam của mình. Chẳng hạn như là những người mà theo đạo Hồi á, họ sẽ kiêng cử cái việc mà ăn thịt heo, và việc bán thịt heo được coi là một trong những cái việc rất là hiếm thấy tại cái khu chợ như thế này. Nhưng mà Bùi Hồ có tìm thấy một cái nơi bán thịt heo và người ta phải bán rất là kín đáo. Và Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là cái những cái chiếc xe đậu để vào chợ, và đây là một cái khuôn viên của nhà lòng chợ, những cái đường phố tại Indonesia. Một điều khá là bỡ ngỡ khi mà Bùi Hồ đi đến đây đó là tốc độ chạy của những cái chiếc xe ô tô như thế này khá là cao và rất là nguy hiểm luôn cô bác quý anh chị. Không giống như ở Campuchia hay là ở Lào, họ chạy một cách là nhường đường cho mình, còn ở đây thì họ chạy tốc độ rất là cao. Và ở đây thì họ đa dạng với lại các món như là hải sản, vì là một quốc đảo với hơn 1.000 hòn đảo và họ rất là thích ăn hải sản luôn. Và đây là một cái khu bán chợ thịt heo, người ta phải bán một cái cách khép nép như thế này nè, tại vì khi mà những người đạo Hồi ở đây á, hơn gần 90% là dân số theo đạo Hồi, và cái khuôn viên bán thịt heo cũng khá là nhỏ luôn cô bác quý anh chị. Đây là một cái bảng hiệu người ta sẽ bán thịt heo nè. Đó, và những người mà không theo đạo Hồi á thì họ mới ăn thịt heo thôi. Đảm bảo ở trong này mình cũng không có tiện ghi hình lắm, tại vì người ta rất là kỹ luôn cô bác quý anh chị. Đây là cái khuôn viên bán thịt heo rất là nhỏ. Còn đây là một cái khu ẩm thực ăn uống. Nếu như mà những người mà người ta theo đạo Hồi á, thì các thiếu nữ sẽ được che kín cái phần mặt và cũng như là phần tay trên lệ để lộ ít nhất cái phần cơ thể, tại vì họ tránh cái việc mà ăn mặc hở hang. Là một đất nước vạn đảo nên ở Indonesia họ rất thích ăn hải sản, và hải sản ở đây cực kỳ phong phú và đa dạng luôn. Đây là cái khu người ta bán chuối, chuối chiên á. Lúc nãy thì cô có lấy cái tay nhúng vào cái phần bột, thì sau đó mới bỏ qua cái phần chảo bên kia để chiên. Nơi đây là cái khu bán hải sản ở đất nước Indonesia, được mệnh danh là một cái đất nước vạn đảo với hơn 1.000 hòn đảo và rất là nhiều chủng tộc khác nhau. Và nên việc đánh bắt hải sản thì cũng vô cùng phong phú luôn. Đặc biệt là các cá ở đây cũng khá là tươi. Và theo sự chia sẻ của một người chị ở Việt Nam sống ở Indonesia thì chợ này cũng bán khá là đắt đỏ. Và đây là một cái cô người đạo Hồi, một đứa bé nó nhỏ xíu như thế, nó vẫn được trùm một cái khăn kính từ đầu cho đến là gần tới khỏi cái phần vai luôn. Và thiếu nữ cũng vậy.
họ làm sao mà để lộ ít nhất cái phần da thịt cho mọi người thấy, thì đó là những cái phần người ta cho rất là quan trọng. Khác với lại nước Lào mà Bùi Hồ đi ở Lào, thì người dân Lào họ khá là thân thiện, nhưng ở đây thì họ lại có vẻ là không thích thú lắm khi mà mình quay phim. Có một cái cô đằng này nè, cô đang làm bánh chuối chiên là Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị thấy. Cô nhúng bằng cái tay không luôn, không có bao tay gì cả nha mọi người. Và ở đây thì người ta sẽ sử dụng đa số là cái tay phải, vì cái tay phải là người ta cho rằng là một cái tay sạch dùng để bóc đồ ăn nè đó, còn cái tay trái thì làm những cái công việc khác. Và khi họ ăn đồ ăn đi, họ sử dụng bóc chứ không có sử dụng đũa hay là muỗng giống như ở Việt Nam, hoặc là muỗng thì như ở một số nước phương Tây họ sử dụng tay không để bóc thức ăn và chỉ sử dụng một cái tay phải thôi. Nhìn thấy cũng khá là dơ, nhưng mà mọi người có thể thấy là với một cái nước mà ăn mà sử dụng tay để bóc thì đó đây là một cái công chuyện khá là bình thường. Và đây là tiền của Indonesia. Indonesia được sử dụng tiền tệ là rupiah, một triệu rupiah thì nó khoảng tương ứng với khoảng 1.700.000 tiền, khoảng 2 triệu tiền Việt Nam. Còn đây là các loại cá rất là đa dạng về cá luôn, vì là một cái vùng đất vạn đảo mà. Bên đây là các loại rau củ nè cô bác quý anh chị. Ở đây có cả cái hộp gì thì mình cũng không có gành luôn. Người theo đạo Hồi ở Indonesia thì khi mà giết một con vật gì đó thì họ sẽ tụng một cái hồi kinh cho cái con vật đó. Đây là các loại cá biển. Đây là cá chim trắng nè, giống như cá hương, rất là nhiều cá ở biển. Tôi nghĩ thấy là có thể người ta không có gặp mình, người ta không có niềm nở giống như ở một số nước khác đâu, ở nước Lào thì Bùi Hồ có đi chợ Lào của người Việt, và người Lào luôn họ rất là thân thiện, niềm nở mỗi khi mà mình cầm một cái máy quay lên như thế này. Nhưng mà ở đây thì lại khác nha. Đây này anh bán cá nâu, cá đối, cá xương xanh. Và đa số hải sản ở đây một điều mình thấy rất là tươi. Đây là một cái khu chợ, thì cái khu chợ này ở đây họ chỉ bán hải sản thôi. Cô bác quý anh chị có thể thấy là mặt hàng hải sản rất là phong phú, và họ không bao giờ bán thịt heo. Bán thịt heo thì chỉ bán ở một cái khu riêng biệt, và việc cho ăn thịt heo họ cho rằng là cái con heo là nó dơ giấy và họ không ăn cái con thịt heo. Những người mà đi chợ mà mặc những cái trang phục như thế này, những cái cô thiếu nữ á, là họ không phải là người đi theo đạo Hồi. Thậm chí bên kia có con cá trê luôn rồi. Đây, những người theo đạo Hồi thì người ta sẽ trùm một cái khăn như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồ hải sản thì khá là phong phú và tươi ngon. Như ở đây là có cá đuối, ở đây cũng khu chợ này cũng giống như là ở Việt Nam mình, chợ thì cũng không có được sạch sẽ cho lắm và họ đa số là đầy rẫy nước ở dưới chân như thế này nè. Đây là cá hường, cá biển, hình như là cái đây là cá đuối dơ. Ở đây là tôm, tôm nhũ mũ ni. Ở người Đào Hồi thì họ rất là thích ăn cá, họ không ăn thịt heo nhưng mà họ lại ăn thịt bò. Riêng ở đạo Hindu á thì họ ăn thịt, không ăn thịt bò. Và đây là các con gà. Đa số cô bác các chị cũng như là tất cả các bạn có thấy một cái điều gì lạ chỗ này không? Những người mà bán đồ ở đây đa số là nam nhi, họ ra chợ họ sẽ đứng bán. Dari siapa bang? Masukin TV ya? Ya, TV. Kak, dipotong. Halo. Chặt rất là nhanh luôn mọi người. Cái khu này thì từ đây dài đến đó là họ chỉ bán thịt gà thôi. Có con ai em bái hoàng. Chua. Ok. No, no, no. Ok. Nanti aja. Next, come back. Yes. Ya. Oke. Cuman. Hình như là họ không có ăn đầu hay sao á. Đa số là cái phần đầu họ được bỏ, đầu gà họ không ăn. Phần đầu với phần khô câu gà họ sẽ không ăn và không ăn luôn phần ruột, họ chỉ ăn cái phần là thịt thôi. Và khi mà con gà mần á thì họ sẽ mần, họ để như thế này, và thậm chí là cô bác anh chị thấy cái đầu gà vẫn còn lông nè. Đó, giống như ở Việt Nam thì có một số người họ lại rất thích ăn khô câu và đầu gà, nhưng ở đây họ lại khác, khác rất nhiều so với Việt Nam cô bác anh chị. Ini belum kecil katanya. Yang kecil ya. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp ha. Đằng đây là chợ rau củ và mình sẽ đi theo hướng bên đây thử xem sao. Ở đây họ cũng có tôm đất, tôm đỏ rồi rất là nhiều. Đa số là hàng tươi sống. Bây giờ mình sẽ qua một cái khu rau củ như thế này. Ở đây thì cũng có cà chua, cũng có cá cơm và cũng có, nhưng mà cái hàng này lạ lạ nhất so với mình. Có cá muống, có mồng tơi.
có bắp cải, cũng rau củ thì cũng đa số là cũng giống như ở Việt Nam. Và một số nước khác thì đa số đậu hồi họ cũng rất là thích ăn rau. Và đặc biệt là những người mình đã theo đậu hồi thì họ ăn cái món gọi là thích ăn cà ri. Ồ, còn đây là bắp non này, nhìn khá là lạ luôn nè. Những người mà theo đạo Hồi á thì họ sẽ ăn chay, không phải là ăn tàu hũ giống như ở Việt Nam. Mà khi mà họ ăn chay thì ngày đó họ chỉ ăn trước khi mặt trời mọc một lần, những ngày Ramadan á, thì họ ăn trước khi mặt trời mọc 5 giờ sáng và từ đó đến chiều họ không ăn nữa. Thậm chí là họ vẫn có ăn tàu hũ nhưng mà không phải tàu hũ, mà đây là cái cây gì ạ? Thông tin với cô bác quý anh chị ở Indo, ở Indo thì họ rất là thích uống nước dừa, và đặc biệt là nước dừa tươi á. Anh này anh sẽ cắt này. Anh không bao giờ anh nhìn mình anh cười với cô bác quý anh chị. Đây là một loại bắp non, người ta sẽ cắt phần nửa, cắt đi phần gâu, người ta lặn đi với phần vỏ bỏ, chừa lại cái phần non ở trong. Còn bên đây là phần người ta sẽ bán chuối với lại đu đủ. Chuối thì người ta sẽ treo từng ngải như thế này, nhìn rất là ngon. Ở đây gồm có chuối xiên đủ thứ loại. Giống như ở Việt Nam thì các chiếc xe ở đậu ở Indo á, thì họ cũng có phương tiện giao thông là cũng có xe ô tô, xe gắn máy đó. Và đặc biệt những cái chiếc xe Indo là biển số xe người ta sẽ treo ở đằng trước như thế này nè. Đó, đó là những cái chiếc xe ở Indo. Việt Nam. Dạ. Việt Nam. Việt Nam. True, true. Dạ. Ship true. Ship true. No, no, no understand. You ship, ship, ship. Shipment. No, no. Come on, come on. No understand. Yeah. You don't understand. Thank you. Where do you live? Hotel. Có một cái anh đó anh nói chuyện nhưng mình cũng không hiểu cho lắm. Anh hỏi mình là Việt Nam qua hay sao? Anh nhìn anh nghe mình nói là biết Việt Nam mà. Ở đâu hồi người ta rất là thích ăn cà ri như cô bác tính chị. Đây, đây là cái món giống như là bột chiên vậy đó, nhưng mà người ta sẽ cho thêm cà ri vào. Đó, ở những người mà ăn theo đạo Hala, đạo Hồi Hala thì người ta sẽ ăn bắp, có chữ Hala trên đó, cô bác quý chị có thể thấy rõ nè. Ở đạo Hồi cũng khá là phức tạp. Nhìn chung thì tổng thể thì cũng giống như là ở Việt Nam, nhưng mà ở đây á, thì người ta sẽ đa số là ăn bắp nếu như mà những người theo đạo Hồi. Chia sẻ về đất nước Indonesia một tí xíu nữa cô bác quý chị. Đất nước Indonesia trải dài và rất là nhiều đảo, hơn 1.000 hòn đảo, và với diện tích là khoảng 2 triệu km vuông, nó gấp khoảng 4 đến 5 lần đất nước Việt Nam. Và dân số đông thì phải nói là khoảng gần 300.000 người. Thì với rất là nhiều tôn giáo khác nhau, mà trong đó tôn giáo lớn nhất là những người theo đạo Hồi. Và đây thì không phải là như ở những cái nước như là ở Nam Á hay là những nước Trung Đông theo đạo Hồi nhiều, mà ở Indo thì họ theo đạo Hồi rất là nhiều, và đạo Hồi được coi là quốc đạo, với 80% người Công giáo, người Hindu giáo, Phật giáo thì rất ít luôn. Và đất nước Indonesia được mệnh danh là một cái đất nước nước có chỉ số GDP cao nhất khu vực Đông Nam Á, và hình như là đứng ở trên top đầu của so với thế giới, cô bác anh chị. Và với hơn 1.000 đảo lớn nhỏ thì có những đảo thì không có người sinh sống. Chỉ có vài trăm đảo là có tên và có người sinh sống thôi. Còn những cái hòn đảo khác á, thậm chí là không có người sinh sống, và có những cái bộ lạc họ không liên lạc. Có những bộ lạc họ không liên lạc với thế giới bên ngoài.
chẳng hạn như trước đây mà cô bác quý anh chị có xem clip về ở Indo, có những cái bộ lạc họ tách biệt so với thế giới bên ngoài, họ sống một cái cuộc sống là nguyên thủy giống như ngày xưa. Nếu như mà cô bác quý anh chị nói là nước Đông Nam Á mà là đất nước Singapore giàu nhất thì là sai, đó là đất nước Indonesia. Người Đào Hồi thì họ không bao giờ ăn thịt heo và họ ăn thịt bò. Và người Đào Hồi thì ở đây người đàn ông được quyền có 4 vợ, nhưng mà phải đáp ứng đủ điều kiện của các 4 bà vợ. Chỉ nghe nói thôi, trong cái luật của Đào Hồi nó mạnh đến nỗi mà có thể là có một cái đảo là ở đó, cái đạo nó được xin phép vô giống như áp dụng luật của chính quyền luôn. Thôi chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại ở clip sau ha.